Công ty Viderovel Mining Alina, văn phòng tại 161 Hoskins Street, Kimora, New South Wales 2666, xin thông báo. Sau nhiều năm làm việc với chính phủ Úc, nay hội đủ điều kiện pháp lý, xin thông báo đến quý đồng hương góp vốn đầu tư mua trang thiết bị, máy móc để khai thác đá khối lên bán. Công ty có 24 triệu cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 2.500 đô la Úc, mức lời là 600%. Đây là mỏ đá granite ở Úc do người Việt làm chủ. Kính mời quý đồng hương chung tay góp vốn để dự án khai thác sớm hoàn thành. Xin liên lạc số hotline 610432-298-934 hoặc website vdima.com.au. The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills, and parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff, and companies hang on to their people. So, easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, Thủ tướng Albanese đã có một tuần lễ rất là bận rộn khi mà ông đã tham dự hai hội nghị quan trọng trong tuần vừa qua. Thứ nhất là hội nghị Đông Á diễn ra tại Malaysia và sau đó thì Thủ tướng Albanese đã lên đường sang Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Và vừa trở về Canberra ngày hôm nay thì Thủ tướng Albanese lại đưa ra một cái thông báo gây sốc khi mà ông tuyên bố là chính phủ Albanese đang xem xét đến một cái loại thuế mới, đó là một cái loại thuế thừa kế. Đây là loại thuế đã được áp dụng tại nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới nhưng chưa bao giờ được đề cập tại nước Úc bởi vì đây là một lĩnh vực rất là nhạy cảm. Và vì vậy tuyên bố của Thủ tướng Albanese đã gây sốc cho rất nhiều người. Ngoài ra thì chính phủ Albanese ngày hôm nay cũng nhận được một cái thông tin rất là tích cực khi mà Đảng Xanh cho biết là họ sẽ ủng hộ dự luật Quỹ xây nhà tương lai, có nghĩa là Australia Housing Future Fund, trị giá 10 tỷ đô la, mà theo tuyên bố của chính phủ thì 30.000 căn nhà xã hội sẽ được xây dựng trong vòng 5 năm sắp tới. Lý do mà dự luật này được thông qua là bởi vì chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Xanh sau khi chính phủ Albanese cam kết gia tăng tài trợ từ 2 tỷ đô la lên thành 3 tỷ đô la. Và điều này, theo lời của lãnh tụ Đảng Xanh, ông Adam Bent cho biết là dự luật có thể sẽ sớm thông qua tại Thượng viện trong tuần lễ này. Mặc dù vậy, Đảng Xanh vẫn tiếp tục gây áp lực với chính phủ về việc đóng băng tiền thuê nhà. Một điều mà lãnh tụ Adam Bent cho biết là ông sẽ tiếp tục đấu tranh để chính phủ Albanese cũng như chính quyền thủ hiến tại các tiểu bang sẽ đưa ra dự luật này nhằm đảm bảo lợi ích cho người thuê nhà. Bởi vì lĩnh vực gia cư là một trong những cái lĩnh vực mà nước Úc hiện nay đang có nhiều vấn đề nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này được cho là thông tin đem lại rất nhiều hy vọng cho những người đang gặp khó khăn trong vấn đề mua nhà hay là thuê nhà hiện nay. Còn cụ thể thì tại thành phố Sydney thì vấn đề thiếu nhà ở hay là cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay mà có thể đang gây ra một cái thiệt hại cho nền kinh tế của chính thành phố này mà có lẽ trước đây chưa tính được. Đó là do nhà ở quá đắt đỏ mà rất nhiều người đang tìm kiếm việc làm có lẽ là cũng sẽ phải đi chuyển đến những cái thành phố khác có cái mức thuê nhà hay là giá nhà rẻ hơn để tìm kiếm công việc. Và chính điều này đã gây thất thoát mà theo tính toán của các chuyên gia là có thể lên tới 10 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế của Sydney. Mà một trong những nguyên nhân chính khiến cho giá nhà ở Sydney đắt đỏ được cho là vào loại hàng đầu ở Úc Châu là do người Trung Quốc đổ xô sang đây mua nhà. Mà một nghiên cứu mới được công bố trên cái tạp chí nghiên cứu nhà ở cho thấy là các nhà đầu tư Trung Quốc đã có tác động nhất định đến giá nhà ở Sydney. Trong đó có một bằng chứng rõ ràng nhất là vào năm 2017 khi mà chính phủ Trung Quốc ngăn chặn dòng tiền ra khỏi nước này thì giá nhà ở một số nơi ở Sydney đã giảm 3%. Trong khi các vùng ngoại ô khác thì những hạn chế này gần như không ảnh hưởng. Và những vùng ngoại ô Sydney mà có đông dân cư Trung Quốc sinh sống thì thường là những nơi mà giá nhà cửa lên xuống chính là theo nhu cầu từ khách hàng Trung Quốc. Mặc dù Úc thì cũng ngày càng có nhiều những cái quy định về việc mà hạn chế người nước ngoài mua nhà.
Nhưng ở Trung Quốc thì trước năm 2017, việc người dân đưa tiền ra khỏi nước này thì cũng khá dễ dàng. Và một trong những điểm đến ưa thích để người Trung Quốc đầu tư chính là mua bất động sản ở Úc Châu. Và đến năm 2017 thì nhờ Trung Quốc siết chặt các cái giao dịch tiền tệ, như các giao dịch có giá trị lớn hay đáng ngờ đều phải được các ngân hàng báo cáo. Và mỗi người thì bị hạn chế chuyển đổi ngoại tệ ở mức là 50.000 đô la. Và đặc biệt là cấm người dân mua bất động sản ở nước ngoài. Và những thay đổi luật này đã tác động mạnh đến nguồn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc đổ vào Úc Châu. Như vào năm 2016 thì cái nguồn tiền này đạt tổng cộng là 11 tỷ rưỡi đô la. Nhưng đến năm 2019 thì đã giảm xuống chỉ còn 2 tỷ 400 triệu đô la. Và kính thưa quý vị, báo cáo này đã cho chúng ta thấy được hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên thì chúng ta hay nói là người Trung Quốc là nguyên nhân làm cho giá nhà cửa gia tăng. Yếu tố này là đúng chứ không phải là sai, nhưng không gia tăng quá nhiều là bởi vì phân tích cho thấy họ chỉ ảnh hưởng đến một vài khu vực mà người Trung Quốc thích mua mà thôi, chẳng hạn như là tại khu vực Haymarket hay là Chatswood ở Sydney, trong khi những khu vực khác thì nơi Trung Quốc không chọn đến thì giá nhà không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố Trung Quốc. Và đặc biệt hơn nữa là báo cáo này chỉ nêu ra vấn đề người Trung Quốc có vẻ ưa thích thị trường ở Sydney. Vâng. Hơn là ở những tiểu bang khác, họ không hề đưa ra tất cả thông tin nào khác. Vâng. Chỉ khoanh vùng ở Sydney mà thôi. Vâng. 6 trong 18 khu vực ở Sydney được nêu lên. Vâng. Họ chia thành hai nhóm. Vâng. Một nhóm là người Trung Quốc thường thích mua. Một nhóm là người Trung Quốc không thích mua. Vâng. Thì rõ ràng cái khu vực mà người Trung Quốc không thích mua nó không ảnh hưởng, giá trị nó không lên xuống. Vâng. Chỉ những khu vực nào người Trung Quốc thích mua mà thôi. Nhưng mà hiện nay thì nó cũng đã có cái sự giảm hạ khi mà chính quyền Trung Quốc không cho phép đem tiền ra nước ngoài đầu tư quá nhiều. Và đó cũng có thể là yếu tố mà chúng ta không thể nào viện dẫn vào vì lý do Trung Quốc mà nhà cửa nó quá đắt đỏ, mà chúng ta phải xem xét đến những cái yếu tố khác. Vâng. Và kính thưa quý vị, cũng chính vì giá nhà Sydney quá đắt đỏ mà các chuyên gia dự phóng là trong thời gian sắp tới, nền kinh tế của tiểu bang New South Wales sẽ mất khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm. Bởi vì người trẻ tại New South Wales không thể cư ngụ và làm việc. Họ phải dời đến những cái khu vực khác, những cái tiểu bang khác. Và sự ra đi của nhóm người trẻ này là một thiệt hại rất đáng kể cho kinh tế của tiểu bang. Và cũng liên quan đến thông tin từ tiểu bang New South Wales, ngày hôm nay, chính phủ Trismin đã tuyên bố là họ sẽ đầu tư 3 tỷ đô la vào hệ thống bệnh viện công tại khu vực phía Tây thành phố Sydney. Và những bệnh viện được nêu danh, thứ nhất là bao gồm bệnh viện Rosehill, là bệnh viện mới hoàn toàn được xây dựng lần đầu tiên trong sau 40 năm. Ngoài ra, bệnh viện Fairfield là bệnh viện mà nữ dân biểu độc lập Đài Lê của đơn vị Fowler liên tục tranh đấu trong thời gian tranh cử, cũng được xác nhận là sẽ nhận được nguồn tài trợ trong tổng số 3 tỷ đô la này để tân trang, nâng cấp bệnh viện. Và đây là lần nâng cấp đầu tiên kể từ khi bệnh viện này được xây dựng vào năm 1988, có nghĩa là sau hơn 34 năm mới có cơ hội được tân trang. Bên cạnh đó, hai bệnh viện mà đã được sáp nhập vào năm 1997, đó là bệnh viện Bensau và Lidcombe, cũng nằm trong đợt tân trang sắp tới. Và còn thêm hai bệnh viện nữa, đó là Canterbury và Mount Bruce, là tất cả những bệnh viện mà chính phủ Trismin hy vọng là sẽ thực hiện cái lời cam kết trong bầu cử vừa qua, đó là gia tăng thêm 600 giường bệnh tại các bệnh viện công ở khu vực Tây Sydney, là những nơi mà trong thời gian vừa qua, từ tháng 4 cho đến tháng 6, hơn 53.000 bệnh nhân đã lui tới khu vực cấp cứu, nhưng chỉ có 42% là được chăm sóc đúng giờ mà thôi. Phần còn lại đã chờ đợi rất lâu. Và chính phủ hy vọng là với cái chương trình tài trợ này thì vấn đề y tế tại khu vực Tây Sydney sẽ sớm được giải quyết. Vâng, cũng tại Sydney thì thưa quý vị và các bạn, cư dân sáng nay thức dậy thì thấy khói bao trùm bầu trời toàn thành phố. Mà nguyên nhân theo Sở Cứu Hỏa Nông thôn New South Wales, khói là từ các cái đám cháy mà Sở Cứu Hỏa cố tình cho đốt để phòng hỏa hoạn vào cuối tuần qua đã lan rộng tới khu vực Sydney CBD. Và theo Sở Cứu Hỏa thì ban đầu họ lên kế hoạch là thực hiện các cái vụ đốt cháy này vào hôm thứ Sáu. Thế nhưng mà do thời tiết ẩm ướt cho nên đã phải hoãn lại đến tối Chủ nhật. Và khói mù dày đến mức mà đã gây ra cảnh báo khói trên toàn thành phố, trong khi thì Bộ Môi trường New South Wales cũng đưa ra cảnh báo khi mà chất lượng không khí cũng đã giảm từ mức kém đến tệ hơn trên khắp khu vực phía Tây Bắc, Trung Đông và phía Tây Nam của thành phố.
Và các vụ đốt cháy tiếp theo dự kiến sẽ còn tiếp tục diễn ra vào hôm nay thứ hai. Theo đó mà cư dân Sydney hay ở khu vực Central Coast được cảnh báo rằng họ thế sẽ còn phải tiếp tục chứng kiến khói hay là ngửi thấy mùi khói cho ít nhất là đến thứ tư tuần này. Và người dân ở một số khu vực cũng phàn nàn rằng là vào tối qua họ cũng thấy rất khó ngủ do ngửi thấy mùi khói. Và mức độ ô nhiễm không khí ở một số khu vực cũng được cảnh báo là lên đến mức nguy hiểm. Do vậy mà Bộ Y tế New South Wales cảnh báo là bất cứ những ai mắc bệnh tim phổi, đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ em hay phụ nữ mang thai thì nên ở trong nhà hay là trong các cái phòng có điều hòa không khí và chế ra ngoài. Trong khi đó, theo nha khí tượng BOM thì mặc dù mấy ngày qua cư dân Sydney cảm thấy như vẫn đang còn trong mùa đông do nhiệt độ giảm hạ, nhưng mà tình hình này sẽ sớm chấm dứt với mùa xuân ấm áp đến Sydney ngay cuối tuần này, với nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 30 độ C ngay từ thứ 6 và thứ 7 cuối tuần. Và chúng ta có lẽ là nên tận hưởng cái không khí lạnh bây giờ vì để chuẩn bị cho đối phó với một mùa xuân và một mùa hè nóng và hanh khô hơn thường lệ được dự báo sẽ xảy ra trong phần lớn ở Úc Châu. Và mùa hè năm nay thì bất cứ cư dân nào ở các khu vực mà có nguy cơ xảy ra cháy rừng cũng đã được cảnh báo là cần chuẩn bị nhà cửa và lên phương án sẵn sàng sơ tán trong trường hợp mà xảy ra hỏa hoạn. Có nghĩa là chúng ta còn được vài ngày mát mẻ, chúng ta nên tận dụng cái thời cơ này, có bao nhiêu áo ấm là chúng ta phải đem ra, chúng ta mặc hết đúng không? Vâng, kính thưa quý vị, sau ngày thứ tư bước sang ngày thứ năm thì thời tiết sẽ chính thức bước sang mùa hè, mặc dù nước Úc vẫn hãy còn là mùa xuân, đó là cảnh báo của Tổng nhà khí tượng BOM. Cũng liên quan đến một thông tin từ Sydney, một gia đình ở thị trấn Bathurst, là một cái thị trấn rất là xinh đẹp ở phía bắc Sydney, vừa đưa ra trường hợp đứa con gái 5 tuổi của họ đã bị tử vong, mà theo cảnh báo của các chuyên gia y tế thì cô bé chỉ bị nhiễm bệnh cảm cúm thông thường. Và đó cũng là thời điểm mà cha mẹ của cô bé bắt đầu lo lắng, là bởi vì sau khi có những cái triệu chứng bị bệnh cảm cúm thì 3 ngày sau đó thì cô bé đã bị mất giọng hoàn toàn. Nhưng mà liên lạc với bác sĩ thì bác sĩ cho rằng đây là chỉ là bệnh cúm thông thường, cho nên đã cho về nhà. Và sau khi về nhà rồi một vài ngày sau thì tình trạng trở nên rất là tồi tệ, và cô bé đã bị khó thở. Đến lúc này thì gia đình đã gọi cấp cứu, trực thăng cũng đã có mặt để đưa cô bé vào bệnh viện Westmead Hospital, nhưng mọi việc đã quá trễ, cô bé đã tử vong chỉ 72 phút sau khi mà gọi điện thoại cấp cứu mà thôi. Mà theo lời của người cha là cho biết là khi mà họ liên lạc với bệnh viện thì có lẽ là bệnh viện chưa có những cái kinh nghiệm, không có những cái bệnh viện ở thị trấn thì nó không có những cái dụng cụ xét nghiệm. Do đó họ chỉ cho cô bé uống những cái loại thuốc cảm cúm của trẻ em. Về nhà thì gia đình biết rằng con của họ không chỉ đơn thuần là bị cảm cúm, nhưng các bác sĩ thì cứ trấn an gia đình, đó chỉ là những cái triệu chứng rất là thông thường mà thôi. Mãi cho đến khi cô bé bị khó thở và sau đó là môi bị tái xanh thì bác sĩ mới có cái những cái hành động, nhưng mà đã quá trễ rồi. Và khi cô bé được chuyên chở tới bệnh viện Westmead, bệnh viện này chỉ là một cái thử nghiệm viêm họng đơn giản thôi, là đã biết được rằng cô bé đã bị nhiễm liên cầu khuẩn A. Đây là một cái loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu phát hiện muộn. Và đó là trường hợp của cô bé Katie Cassis đã tử vong vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Và đây cũng là lời kêu gọi mà gia đình đang muốn nêu lên câu chuyện của họ, để tất cả những cái bậc phụ huynh khác có thể quan sát khi mà con em của mình bị cảm. Bởi vì hiện nay đang có khoảng 280 bệnh nhân dưới 18 tuổi đã được đưa vào bệnh viện bởi vì bị nhiễm liên cầu khuẩn A này. Trong số đó có 84 trẻ em và đang trong tình trạng rất là nặng. Tuy nhiên may mắn khi mà được đưa vào bệnh viện sớm thì sẽ có cơ hội chữa trị. Và trong thời gian qua cũng đã có rất nhiều những trường hợp tử vong liên quan đến chứng bệnh này. Vâng, còn liên quan đến tiêu dùng thì thưa quý vị và các bạn, có một loại sô-cô-la dùng để làm bánh cho người ăn chay được bán tại siêu thị Coles thì cũng đã bị thu hồi do người ta phát hiện là trong cái loại sô-cô-la này có chứa cái thành phần là sữa. Đây là sản phẩm Milk Baking Chocolate có trọng lượng là 100g của công ty Nadvia. Và các sản phẩm bị thu hồi là đều có hạn sử dụng trước ngày 13 tháng 8 năm 2024. Và nguyên nhân là do có sự xuất hiện của một loại chất gây dị ứng mà không được nhà sản xuất công bố trên bao bì.
và cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm cho biết đó chính là thành phần sữa. Và do vậy, cơ quan này đã kêu gọi là bất cứ ai mà dị ứng với sữa thì không nên dùng sản phẩm dù đã mua rồi. Do vậy mà bất cứ ai mua sản phẩm cũng đều được khuyến khích là trả lại cho cửa hàng để được hoàn trả tiền đầy đủ. Và kính thưa quý vị, liên quan đến lĩnh vực tiêu dùng, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Ngân khố là ông Jim Chalmers đã cho biết là chính phủ lao động vừa mới đạt thêm một cái thành công mới khi mà số lương căn bản của một người làm việc trung bình trong năm vừa qua đã tăng được $3,700. Và nếu mà chúng ta tính là tỷ lệ phần trăm, mức gia tăng này tương đương 3.9, có nghĩa là cao hơn rất nhiều so với những cái sự gia tăng trung bình trước đây, chỉ ở mức là 2.4% mà thôi. Và thông tin này đã đến sau một năm chính phủ lao động lên nắm quyền, và đó được cho là thành công rất đáng kể trong việc cải thiện lương bổng cho nhân viên. Mà vừa qua thì Fair Work Commission, có nghĩa là Ủy ban Công bằng Làm việc, cũng đã tuyên bố là những người có mức lương thấp nhất sẽ được gia tăng thêm 5.75%. Điều này cũng có nghĩa là một giờ làm việc cho những người có mức lương thấp nhất đã được gia tăng lên là 23 đồng 23 sen. Và nếu chúng ta tính trung bình 38 tiếng cho một tuần thì số tiền lương là 828 đồng 80 sen. Và đó là những gì mà chính phủ lao động đã đạt được khi mà tranh cử. Họ cũng đã cam kết là sẽ gia tăng lương bổng đồng nghiệp với tỷ lệ lạm phát. Và mức tăng lương hiện nay 3.9% so với lạm phát 4.5%. Theo lời Bộ trưởng Jim Chalmers thì cái sự chênh lệch nó không hề lớn, và ông đã rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Vâng, và có lẽ những người lao động mà được đang hưởng cái mức lương thấp có lẽ cũng khá hài lòng với cái mức tăng này. Vâng, và họ sẽ tiếp tục ủng hộ cho chính phủ lao động. Vâng. Vâng, trong khi đó thì thưa quý vị và các bạn, cũng có một cái tổ chức chăm sóc người cao tuổi lớn nhất ở Tasmania thì vừa bị phát hiện là trả lương thấp cho nhân viên, tức là trả thiếu, và hiện nay đang được lệnh là trả lại gần $7 triệu cho những nhân viên bị trả lương thấp, sau khi chính tổ chức này cũng đã phát hiện ra lỗi trong hệ thống thanh toán lương cho nhân viên và đã báo cho Ủy hội Việc làm Công bằng vào tháng 8 năm 2021. Và theo thỏa thuận với Ủy hội Làm việc Công bằng thì 1.708 nhân viên của hệ thống viện dưỡng lão này đã được nhận lại tổng cộng là $6,870, gồm tiền lương và các quyền lợi chưa được hưởng, cộng thêm cả $313,000 tiền hưu bổng và trên $754,000 là tiền lãi. Và hầu hết những nhân viên đó cũng đã được công ty hoàn trả, nhưng mà theo ủy hội, số nhân viên còn lại thì bắt buộc phải được công ty trả lại đến hết tháng 9 này. Và đa số là bị trả thiếu là khoảng hơn $4,000, nhưng mà cũng có 6 nhân viên bị trả thiếu tới hơn $100,000 mỗi người. Và đặc biệt là có một người bị trả thiếu lên tới $200,000. Tuy nhiên cũng có một số người chỉ bị trả thiếu có hơn $1 mà thôi. Và việc trả lương thiếu là xảy ra từ năm 2015 đến 2022, và phần lớn là liên quan đến số giờ làm thêm của nhân viên nhưng mà chưa được tính. Trong khi đó, tại tiểu bang Tây Úc, một đại lý bất động sản ở thủ phủ Perth vừa bị yêu cầu đóng cửa ngưng hoạt động trong khoảng thời gian 8 tháng. Sau khi giám đốc của cái công ty địa ốc này là bà Brown Police đã gửi những cái email đến cho những người thuê với nội dung kỳ thị chủng tộc. Một cách chi tiết, công ty địa ốc này có tên gọi là Maven Reset Agent, tọa lạc tại khu vực Victoria Park ở thủ phủ Perth của tiểu bang Tây Úc, mà người giám đốc là đã gửi email đến cho hai người thuê của mình sau khi họ đã thực hiện cái việc final check, có nghĩa là kiểm tra nhà cửa sau khi người tenant dọn ra khỏi nhà. Đây là cái bước cuối cùng để những cái agent họ có quyền họ quyết định về cái số tiền bond, là cái tiền thế chưng mà người thuê đang có. Nếu nhà sạch sẽ thì cái số tiền này sẽ được hoàn trả lại 100%. Nếu nhà cửa bị hư hao thì họ chắc chắn là sẽ khấu trừ những cái chi phí trong cái khoản tiền bond này. Và cái email mà người giám đốc Brown này gửi đến cho hai người tenant của mình đã khẳng định về cái mức sống của những người ở Ấn Độ trong cái hoàn cảnh
hoàn cảnh người dân đông chen chúc, vệ sinh không có sạch sẽ. Nó khác xa so với mức sống của một người Úc da trắng. Và bà còn khẳng định là cho dù là những người này cảm thấy là họ đang sống ở cái mức độ sạch sẽ, nhưng cái mức độ sạch sẽ của họ cũng không thể nào sánh với cái yêu cầu sạch sẽ của người Úc da trắng. Và đó là cái nội dung đã làm cho những người nhận email này rất là tức giận, và họ đã khởi kiện bà giám đốc Brown ra tòa án. Và trước phiên xử ngày cuối tuần qua thì vị giám đốc này cũng đã ngỏ lời xin lỗi vì những cái email bà đã gửi cho tenant của mình, và bà cũng đã phải chấp nhận cái bản án là tạm ngưng hoạt động trong thời gian 8 tháng sắp tới. Và đây cũng là một cảnh báo đối với tất cả những cái công ty khác, bao gồm cả lĩnh vực bất động sản và nhiều lĩnh vực khác nữa, đặc biệt là bất động sản trong cái quá trình hoặc là trong cái tình trạng khan hiếm nhà cho thuê hiện nay, họ không thể nào lợi dụng cái tình trạng này để mà họ có những cái lời lẽ xúc phạm người tenant hoặc là gây kỳ thị trong các vấn đề chủng tộc như vậy được. Không biết những người đi thuê này có phải là người Ấn Độ hay không, nhưng trong mà bản tin thì không nói, nhưng mà chúng ta có thể đoán được họ đã so sánh như vậy thì chắc cũng có thể là người Ấn Độ, và họ có thể cũng để cái nhà quá bẩn cho nên là khiến cho đại lý bất động sản là bức xúc như vậy, nhưng mà cũng không nên kỳ thị chúng ta so làm việc như chúng vậy. Ta là những người làm việc, chúng ta chỉ có quyền khấu trừ những cái khoản tiền nếu mà nó không đúng tiêu chuẩn mà thôi, chứ không nên đưa ra những cái lời nhận xét cá nhân. Còn thưa quý vị và các bạn, hệ thống siêu thị Woolworth thì sắp thực hiện một số thay đổi lớn trong chính sách, đó là giới hạn cái tiền mặt được rút ở siêu thị này xuống chỉ còn $200 mỗi lần. Nguyên nhân là bây giờ đa số khách hàng đi mua sắm đều đã thanh toán bằng thẻ, số người trả tiền mặt thì giảm nhiều, dẫn tới việc mà thiếu tiền mặt được sử dụng cho cái dịch vụ này. Do vậy mà Woolworth vẫn cung cấp dịch vụ rút tiền mặt cho khách hàng, nhưng mà giới hạn tối đa chỉ là $200. Và cùng với số tiền bị hạn chế tại các cái quầy tính mà có nhân viên thanh toán, thì khách hàng cũng sẽ nhận thấy là trên các cái máy thanh toán tự động sẽ không còn cái nút là rút tiền mặt nữa. Tương tự như Woolworth thì siêu thị Coles cũng đã đặt giới hạn là rút tiền mặt cho khách hàng cũng là $200, khi họ cũng cho biết là ở rất nhiều nơi do không có ngân hàng hay là các cái văn phòng ngân hàng ở gần nên mọi người thường đến siêu thị Coles để rút tiền mặt và khiến hệ thống là thường xuyên bị thiếu tiền. Và kính thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, một quán cà phê ở Melbourne đã bị náo loạn vào cuối tuần qua khi một vụ nổ súng vào ban ngày đã diễn ra vào lúc 10 giờ 20 phút sáng tại một quán cà phê ở vùng Keller thuộc trung tâm Melbourne CBD. Và thông tin từ các cơ quan truyền thông cho biết là hai tay súng đã di chuyển trên một cái chiếc xe màu đen và đã nã súng vào hai người đang uống cà phê tại cái quán này. Một trong hai người đã tử vong tại chỗ, trong khi người còn lại bị thương rất nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát hiện cũng đang truy lùng hai tay súng này và họ cho biết đây là một cái cuộc nổ súng có chủ đích. Vâng, cũng ở trung tâm thành phố Melbourne vào hôm chiều thứ Sáu vừa rồi thì cũng xảy ra một cái vụ mà gây náo loạn khi một thanh niên trẻ 26 tuổi lái chiếc xe đâm vào một nhóm người đi bộ rồi đâm tiếp vào hai chiếc ô tô nữa. Và hiện nay cảnh sát đang xác định xem là đây là cái vụ việc cố ý hay là lái xe cẩu thả gây ra. Tuy nhiên họ cũng loại trừ đây là nguy cơ khủng bố. Và các nạn nhân là bao gồm 3 người đi bộ đều còn khá trẻ, từ 23 đến 35 tuổi. Trong đó có một thiếu nữ trẻ nhất là 23 tuổi thì là khách du lịch đến từ Trung Quốc. Và cả 3 đều bị thương khá nặng và đều trong tình trạng nghiêm trọng nhưng được cho là ổn định ở trong bệnh viện hiện nay. Tuy nhiên vụ đâm xe cũng đã làm một người cầm lái trên một chiếc xe 76 tuổi đã bị thiệt mạng. Còn 2 người ngồi trên chiếc xe thứ 2 bị đâm thì chỉ bị thương nhẹ. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.